Xin chào tất cả anh chị em, trên tay mình là điện thoại i5 2017, một dòng sản phẩm thuộc phân khúc cận tầm trung giá rẻ, đang có mức giá bán khoảng gần 3 triệu đồng đối với hàng mới chính hãng và khoảng 1,6-1,8 triệu đối với dòng điện thoại cũ và bảo hành ở một số cửa hàng bán lẻ trong nước. Và đây là một cái dòng sản phẩm mà cá nhân mình thấy là nó cũng có trải nghiệm đáng giá ở phân khúc gần 3 triệu đồng. Đó là sao? Bởi vì ở cái mặt trước chúng ta có thể thấy là máy có camera trước 50 megapixel, đi kèm đèn touch led trợ sáng, giúp chúng ta chụp ảnh selfie nó tốt hơn. Và mặt lưng máy thì chúng ta có thể thấy là có cái camera sau 8 megapixel, đèn led kép luôn, khá là hay. Mặc dù nó chỉ là một tông màu thôi, nó hai tông màu nó sẽ càng tuyệt vời hơn, và vẫn được cái micro phải thứ hai giúp cho chúng ta thực hiện cuộc gọi tốt hơn. Cái điều đó mình sẽ đề cập kỹ hơn nếu các bạn có nhu cầu hỏi, để tránh thời gian clip nó quá dài. Và cái bên trái là một cái phím tính gọi là kích hoạt nhanh một tính năng nào đó, và cái phím này có thể kích hoạt đến 3 tính năng khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta bấm một lần thì sẽ kích hoạt ứng dụng A hai lần, nghe là bấm đúp hai lần sẽ ứng dụng B, và ấn mà giữ sẽ là ứng dụng C. Và mình đã chọn đó là ví dụ mình ấn một lần nó sẽ chụp ảnh nhanh, ấn hai lần nó sẽ thu âm, và ấn ba lần nó sẽ kích hoạt Google. Đó là các bạn có thể tùy vào các bạn ví dụ sử dụng ba ứng dụng nào thường xuyên thì các bạn có thể thiết lập. Nó nằm ở trong cái phần hỗ trợ thông minh đây, EasyK, đó là cái này đó, cái phần mà mình thiết lập rồi, khá là hay nha các bạn. Và một điều nữa là cá nhân mình vẫn đánh giá cao là cái chỗ là giá rẻ nhưng mà máy vẫn hỗ trợ 4G, và máy vẫn được trang bị hai khe cắm SIM và một khe cắm thẻ nhớ micro SD riêng biệt, chứ không có kiểu mà dùng chung như một số dòng điện thoại đang có mặt trên thị trường. Và một điều nữa là cái màn hình 5 inch với độ phân giải HD, cá nhân mình cho rằng ở cái độ phân giải HD trên tấm nền IPS này là hiển thị nội dung đã ở mức khá tốt rồi so với phân khúc giá bán. Tuy nhiên là ở độ phân giải Full HD thì nó sẽ càng tốt hơn, nhưng mà khi mà các bạn trải nghiệm đơn giản cơ bản thì các bạn cũng có nhận ra cái sự khác biệt nếu mà như thị lực các bạn ở mức bình thường thôi, còn mắt các bạn là mà siêu gọi là cực kỳ tốt quá thì mới nhận ra được cái điểm ảnh điểm rõ khi mà các bạn trải nghiệm cơ bản nha. Còn các bạn xăm soi thì tất nhiên các bạn mới phân biệt ra được. Thì khi cái điều đó là cái điều Full HD là càng tốt, nhưng mà mình đang nói đây là cái phân khúc giá rẻ. Nếu các bạn đã hỏi màn hình Full HD thì phần cứng phải nó phải cao cấp hơn mới tương xứng được cái chạy mới đáp ứng tốt được đối với cái màn hình Full HD. Tất nhiên là lúc đó giá thành nó sẽ ở mức 5,5 triệu hoặc thấp nhất cũng 4,5 triệu, không có giá gần 3 triệu. Cho nên mình nghĩ là ở phân khúc gần 3 triệu, cấu hình và cái phần màn hình trước là mình thấy ok. Còn về cái phần trải nghiệm về trò chơi thì máy được trang bị cái vi xử lý là MediaTek 6737 TMT 6737T, thì nó cũng bình thường thôi, không có gì nổi bật cả, thậm chí là hơi thấp so với hiện nay, nhưng mà máy vẫn được giữ RAM 2GB bụng nhớ trong là 6GB thì nó cũng khá ổn rồi. Và cái quan trọng hơn là máy chạy thời hành Android 6.0 và được hãng Huawei cũng giống như là tối ưu, nó cũng khá tốt rồi. Và do đó mình vẫn có thể là tự tin để cái phần thiết lập đồ họa này nọ lên cái mức 2 và cao nhất để chúng ta có thể chơi được những cái tựa game iPhone 8. Tuy nhiên khi mà mình trải nghiệm thời gian ở đây có chơi vài lần thì cá nhân mình nghĩ là do là mình muốn review cho các bạn xem thực lực của cái máy này nó như thế nào thôi, nhưng mà cá nhân vẫn nghĩ rằng các bạn nên thiết lập ở mức đồ họa thấp xuống một bậc là xuống trung bình thôi, để làm gì cho chúng ta có được cái sự mượt mà trọn vẹn để từ đầu tới cuối, ngay cả những cái màn những cái cảnh mà nó phức tạp nhất thì nó vẫn mượt, còn hơn là các bạn thiết lập mức đồ họa cao nhất đến lúc mà những cái màn mà nó đòi hỏi cái xử lý nó cao cấp hơn, nó cao hơn á, tác vụ nó nhiều hơn thì nó sẽ hơi một lát nhẹ chút xíu giật, nếu mà các bạn tinh ý sẽ nhận ra, còn nhiều khi các bạn cũng không để kỹ cũng khó nhận ra. Thì nói chung là do cái khả năng tối ưu của Huawei nó cũng khá hay, và đặc biệt là cái màn hình HD nó cũng không cần phải đòi hỏi cấu hình nó quá cao như những cái dòng sản phẩm đang sở hữu màn hình Full HD và 2K. Do đó thì mình nghĩ rằng ở cái trải nghiệm cơ bản như thế này thì thật ra là mình nghĩ mua dòng máy này cũng không phải để chơi game, bởi vì các bạn biết nhu cầu học sinh sinh viên là học là chính và cần những cái tác vụ ví dụ như là lướt web, đọc báo tin tức và giải trí nhẹ nhàng như là xem phim HD. Còn mà chơi game thì chơi những tựa game cơ bản thôi. Còn game iPhone 8 thế này thì chúng mình nghĩ là
những cái trò chơi đồ họa có cấu hình cao này nên ở màn hình 5.5 inch độ phân giải Full HD nó sẽ tuyệt vời hơn. Thì lúc đó thì chúng ta có những cái dòng sản phẩm cao cấp hơn rồi, chẳng như là chiếc Huawei GL5 2017 thì nó sẽ đáp ứng tốt hơn. Còn đối với dòng điện thoại này thì hướng đến những cái người là mới đi làm ở cái mức thu nhập thấp khoảng 3 triệu đến 5 triệu đồng và những bạn học sinh được cha mẹ tặng cái điện thoại để giúp cho việc học tốt hơn, hay là sinh viên vừa đi học vừa đi làm cần một cái điện thoại để liên lạc và để ghi chú, để hỗ trợ tốt cho vấn đề vừa học vừa làm của họ. Và các bạn có thấy là mình đã thiết lập mức đồ họa cao nhất và mọi thứ nó cũng khá là mượt. Tất nhiên nó không thể nào mà mượt bằng những cái dòng cao cấp, không thể nào mượt bằng những cái dòng chip Snapdragon 625 như là chiếc Xiaomi Mi Max 2 hay là Bphone 2017 của BKV. Tuy nhiên ở mức giá 3 triệu như thế này đối với mình là hài lòng. Còn các bạn không hài lòng thì mình nghĩ là các bạn nên đầu tư một cái dòng sản phẩm cao cấp hơn nữa ở mức giá tầm 4 triệu, 5 triệu. Và tất nhiên là mình không loại trừ anh Xiaomi ra nhé. Xiaomi thì hiện nay đang có cái chiếc Xiaomi Redmi Note 3 Pro, thì phiên bản RAM 2GB thì nó cũng chơi game khá là mượt, nó cũng tầm khoảng hơn 3 triệu tí thôi. Thì tất nhiên đó là hàng xách tay thì giá nó rẻ, và Xiaomi trước giờ là nổi tiếng về cái thương hiệu giá rẻ bởi vì cái cách họ tiếp cận người dùng thông qua kiểu mà chia sẻ bạn bè, ít chi vào tiền quảng cáo nên nó giảm trực tiếp vào giá thành. Rồi thì bây giờ mình đang nói về cái dòng sản phẩm này ở mặt bằng chung so với những thương hiệu khác thì cá nhân thấy là ổn đó. Các bạn có thể nhìn thấy là mọi thứ là khá mượt, tuy nhiên các bạn để ý kỹ sẽ thấy nó không được mượt như những cái dòng cao cấp, nhưng mà đủ đáp ứng tốt những cái người dùng ở cái phân khúc giá 3 triệu đồng. Những người có cái mức thu nhập thấp thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi cao được. Và bây giờ mình sẽ phát ra một tí đi, nói chung là ổn rồi nha các bạn. Mà sợ dài quá các bạn sẽ không đủ kiên nhẫn để xem hết, tại vì trước đây cũng nhiều người nói là mình làm clip nó hơi dài. Và một cái điều nữa là trong đây đó chúng ta có tích hợp sẵn là cái ứng dụng hệ thống tên là quản lý điện thoại. Từ đây chúng ta có thể quản lý kiểm soát được tiến trình hoạt động trong máy và có thể quản lý nhiều thứ khác bằng hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Việt nha các bạn. Các bạn đã xem rồi đó, khá là tốt nha. Và bữa giờ mình có chụp được vài tấm hình thôi, mình cũng không có thời gian đi chơi nhiều. Và mình có thể mình chụp một số tấm hình cho các bạn xem. Nhìn chung thì cá nhân mình nghĩ là ở phân khúc gần 3 triệu đồng thì chúng ta có nhiều tùy chọn. Ví dụ như là một người đàn ông và một người con trai không màu mè về kiểu dáng sang trọng, không phải tặng, thì chúng ta có thể mua hàng cũ bảo hành cũng phải 1.8 triệu, 1.6 triệu. Số tiền còn lại khoảng 2-300 cho một cái hệ nhớ từ 32GB như mình đang gắn trong đây, 32GB đó sử dụng đủ. Có nghĩa là các bạn chỉ cần bỏ khoảng 2 triệu đồng thôi, các bạn có thể sở hữu một cái dòng smartphone giá rẻ đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản từ lướt web, xem phim HD và chơi được những cái tựa game phổ thông. Và chúng ta tất nhiên là có thể là giải trí xem phim HD ở độ phân giải 720p. Đây, mở thử cái gì đó các bạn xem. Đấy, như là cái này đi, đây mình sẽ mở cho các bạn xem. Tức là cái này do clip kia để mình test thử cái gì. Đây hãy bấm vào cái bài duyên phận đi. Đây các bạn có thể thấy là nó lên tới đó 720p, khá ổn các bạn, có nghĩa là xem một phim HD. Rồi clip đã khá dài rồi, cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Clip này xin ân ái dành cho các bạn, chúc các bạn một ngày mới tốt lành.